Chào các bạn nha. Hôm nay buổi sáng nha các bạn, thì heo của mình nó sinh tối hôm kia nha các bạn. Thì hôm qua với hôm nay là hai ngày rồi nha các bạn. Thì mình cũng hay bắt qua bắt lại. Thì nói chung heo con thì chúng ta sinh thì chúng ta có cái dụng cụ mà chúng ta đựng heo con như thế này, chúng ta bắt qua bắt lại cho nó uống nó đều nha các bạn. Để nhiều khi mình bỏ vú chung thì có con nó dành 2-3 vú các bạn. Nhưng mà mình canh một hai đợt thì cho nó quen. Thì mình cũng có hay chia sẻ cái cách mà mình canh heo con nha các bạn. Canh heo con như thế nào cho nó bú đều thì chúng ta chỉ bắt qua bắt lại, rồi chúng ta canh vài lần thôi nha các bạn. Nói chung vài lần trong cái cử mà nó đẻ đầu tiên á, nó quen nó rồi là tự động mà mình bỏ là nó chạy lên ngay vị trí nó ôm nó bú nha các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ hai rồi, thôi mình sẽ bắt mình bỏ chung cho nó luôn. Mình bỏ chung một chút rồi mình canh chừng nha các bạn. Nói chung thì mình cũng dùm chừng khoảng tầm 2 tiếng 3 tiếng vậy, mình ngó một chút. Nó có bận việc gì bận mình cũng phải ngó, mà mình đỡ bắt qua bắt lại. Còn mình bắt qua bắt lại thì 1 tiếng đồng hồ hay là hoặc 2 tiếng đồng hồ chúng ta bắt cho nó bú một cử. Thì hôm nay thì mình sẽ bỏ chung nó một chút nha các bạn. Cái ngày đầu ở dưới, cái ngày đầu thì mình bắt qua bắt lại nha các bạn. Còn hôm nay là mình bỏ thử vô cho nó ở chung một ngày để trên nó cũng đỡ cái phần đau chân nha các bạn. Cái cách mình cũng chia sẻ là đỡ đau chân là nó ở trong gom này, nó đi trong gom này thì nó ít đau chân hơn. Tại vì cái chuồng của mình là cái chuồng nền xi măng này, mình bỏ chung với mẹ nó thì nó cứ thích lại nhầu vú các bạn. Rồi nó cái chân nó bấu với dưới thân nền đó, nó chòi với có thể là nó mòn cái chân nó non các bạn. Nó mòn nó đi lỏng chỏng. Thì nói chung thì heo nó cứ có cái tình trạng đó là lý do là tại vì heo của mình nó chòi các bạn. Như của mình đây vài bữa nữa chắc có lẽ mình nghĩ nó cũng chòi, nó sẽ bị lóng chóng một hai con rồi còn nhìn nền xi măng là nó hay mòn chân đó các bạn. Để mình bắt qua cho nó bú nha, mình bỏ đi trong gom này thì nó im chân, nó ít có bị mòn cái chân các bạn. Đây này, nó mòn như thế này nè, mình cho các bạn xem cái chân của nó nè. Đó, em này nó mòn nè, các bạn thấy không, đó nó đỏ đỏ dưới đây nè, vậy là nó mòn nè các bạn. Nó mòn nó sẽ đi lẩm chẩm tại vì này chân này nó bấu xuống không, bấu xuống nền xi măng, mình bỏ qua đây thì nó có gom mình nó êm hơn, nó đi nó đỡ bị đau hơn. Cho nên là mình bắt qua bắt lại thì heo con nó ít bị đau cái chân của nó hơn nha các bạn, chứ nó không vấn đề gì hết. Ở chân nó già chừng vài bữa các bạn, mình nói chừng khoảng 5-6 bữa vậy đó, trên tuần là nó cứng rồi thì thả qua rất là ok. Nó còn mấy bữa đầu thì nó hay bị cái tình trạng đó các bạn, thì trường hợp tại vì chân da nó còn non mềm á, nó dễ bị trầy và nó mòn và nó đau và nó đi nó lẩm chẩm nó đi như chỏng chân lên nữa, nó đau quá nó không dám bước á, chỏng chân lên. Để mình ngưng cái máy đây, mình bắt qua cho nó bú nha các bạn. Mình mới bỏ cái bầy heo con qua, giờ nó lại mẹ nó bú nha các bạn. Nó bú là nó bú. Bắt đầu từ từ nó tìm vị trí nha các bạn. Vị trí của em là em đó là lại ngay chỗ đó anh có bú rồi. Nên còn đang là chào chút nữa các bạn, chút còn con bú rồi chứ nó cũng rất là quen. Chưa bú thì nó chưa chịu chứ. Tụi anh nhỏ thì chạy đâu vòng vòng nha, bắt qua đi cho bú cho nhanh nha. Canh nó về cho nó quen đó. Đó, bắt đầu xuống nắng hết chưa? Xuống nắng thì con bú nó bú rất là đều. Xuống nắng, mình vẫy lô tay mình rút rồi. Anh một bú. Nói chung thì mình canh cho nó vài cử đầu nha các bạn. Thì nói chung mình canh cho nó vài cử đầu nó quen nó rồi thì mình cứ bắt thả chung. Thì nói chung hôm gà mình cứ canh bắt qua bắt vô các bạn, mới thả vô buổi sáng nay. Heo con thì nói
chung mẹ nó chúng ta nên không có tắm nha các bạn, nói chung chúng ta nên hút phân thường xuyên, ví dụ heo mẹ nó có dơ dơ như thế này nè, chúng ta cũng đừng có tắm. Tắm ướt chuồng thì chúng ta bắt heo con ra chờ chuồng khô chúng ta thả vô được các bạn. Còn heo con mà chúng ta thả chung chúng ta tắm là nó sẽ bị dễ bị tiêu chảy các bạn. Thì cái nền chuồng nó ướt á, heo con mà nó đi dẫm lên đó dơ á, cái nó nằm lên cái cuốn rún nó rồi nó bị lạnh với bụng các bạn, nó dễ bị tiêu chảy. Cho nên chúng ta nên hút phân nha các bạn, giữ chuồng khô ráo như thế này cho heo con nó đỡ bị chảy và chăm sóc nó cũng nhẹ hơn các bạn. Dơ dơ như vậy mình cũng để y nè các bạn, chưa có dám dậu nè, hồi nãy nó đi phân tùm lum mình vẫn hốt rồi nha các bạn. Rồi, nó bú rồi vậy xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình để nó mình canh khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng mình ra mình dùm chừng nha các bạn, thì có những con nào nó chạy hoài vậy mình bắt bỏ vô. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ thành công trong công việc.